Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một hộp ô mai, một lọ ô mai các bạn cùng mình tô nha. Và táo mình sẽ tô cuống màu xanh. Quả màu đỏ nha. Này mình tô màu vàng. Chiếc nắm tẩy này mình tô màu tím, các bạn nhớ theo dõi hết video để xem thành quả của mình nhé. Vậy là chúng mình đã tô màu xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Với cách tô màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo tô cho bức tranh các bạn nha. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.
kênh ở phía dưới để theo dõi những video hướng dẫn tô màu tiếp theo của mình đấy nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.